Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và trong thời gian trước á, thì mình có chế tạo một loại bánh burger này nè, ăn cũng khá tốt, cho mình thêm những cái trái tim màu vàng ấy. Nhưng mà trong đây vẫn còn một loại thức ăn còn tốt hơn nhiều, đó chính là loại bánh Beto Burrito. Và loại bánh này khi mà mình ăn vào một cái á, thì mình sẽ được sức mạnh nè, kháng cự, hấp thụ, hồi máu cũng như là tăng khả năng hồi phục ấy. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn còn thiếu cái nguyên liệu để chế tạo các bạn ơi. Chắc bây giờ thì mình sẽ lên đường để tìm nguyên liệu luôn thôi. Nhưng mà giờ trời đã tối rồi nên mình sẽ ngủ một cái trước khi đi nha. Rồi giờ thì mình sẽ lên đường luôn thôi và mình sẽ cởi bé đai bàn này đi tìm nguyên liệu nha các bạn. Đầu tiên thì mình cần tới cái vùng băng giá để tìm con Yeti nha. Tại vì mình cần thịt của con Yeti để đem về nấu chín lên ấy. Hôm trước mình có đi ngang vùng này và thấy có khá là nhiều Yeti nè, nhưng mà mình không có giết. Hôm nay mình sẽ quay trở lại đây để giết một vài con để lấy thịt nha. Ủa hôm trước mình thấy khu vực này nhiều lắm mà ta. Đây mấy con Yeti nè. Rồi đáp xuống thôi. Xin thịt một vài con thôi nào. Rồi bé đại bàng đây nhá. Rồi tiêu diệt. Nó đã rơi ra thịt rồi kìa, nhưng mà cẩn thận, vô trong đây là mình sẽ bị hiệu ứng làm chậm ấy. Và nó rơi ra cho mình ba cái miếng thịt luôn. Mình cần thêm một vài miếng nữa để về chế tạo cho nó nhiều ấy. Ủa hôm trước mình gặp khá là nhiều mà sao hôm nay còn có con á ta. Ui mình nhảy cao quá té xuống nó mất máu luôn kìa. Hôm trước mình gõ gà mình gặp 2-3 con trong lúc mà mình dẫn bé hu về nhà ấy. Ủa rồi hôm nay mất tiêu trơn rồi. Kỳ lạ thiệt á. Thôi để bây giờ mình bên kia còn một con màu nâu kìa. Phải vậy chứ, tưởng đâu khu này hết rồi. Thường thường mấy con Yeti này chỉ sống ở vùng lạnh thôi các bạn ơi, cho nên cứ tìm mấy cái khu rừng thông như vậy nè để tìm mấy con Yeti nhá. Giờ thì mình cưỡi bé đại bàng bay qua bên kia một xíu nữa. Rồi bay lên, ui bay lên bề cái rớt xuống nước luôn. Rồi đáp xuống một cái. Rồi sau đó tiêu diệt Yeti thôi. Yeti nè. Ui Yeti này trâu vậy. Coi nào. Ui con Yeti nâu rơi ra khá là nhiều luôn á. Như đây mình nghĩ là đủ rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm cái vật liệu thứ hai thôi. Vật liệu thứ hai cần thì mình cần phải tìm cái con khủng long màu xanh mà có đống rêu các bạn ơi. Mấy con đó thì hình như gần nhà mình cũng có hay sao ấy. Tại vì trước giờ mình đâu có dám quánh mấy con đó đâu, nó khá là bự luôn. Đâu ta. Gần nhà mình rất là nhiều mấy con này mà hổng ra mình đâu có dám giết. Đây, con này nè. Cái con này không biết nó có quýnh lại mình không nữa, nhưng mà mình sẽ thử đánh nó một lần coi. Ui nó đang mắc kẹt vô cái cây kìa. Thôi để mình giải cứu cho nó luôn. Và nó rơi ra được hai cái miếng thịt hả. Ui đây còn con nữa. Được mình sẽ tiêu diệt để giải cứu cho nó ra khỏi cái cây nhá. Và coi nào được ba thôi. Ít quá họ phải cần khoảng 4-5 cái đi. Tại vì thức ăn này chế tạo có 1-2 cái ăn sao đủ. Rồi đi thêm một đoạn để tìm thêm mấy cái con khủng long màu xanh đó nha. Có vẻ nó sống ở mấy cái khu rừng không có quá xanh thôi các bạn ơi. Mấy khu rừng này xanh quá sợ nó không có nè. Và đồi núi thì hình như cũng không luôn á. Tại vì trước giờ mình đi ngang dùng đồi núi khá là nhiều, nhưng mà không thấy mấy con khủng long xanh đó. Ủa đó có mấy con Maca kìa, nhưng mà Maca nhà mình có thịt rồi. Ủa khu này có gì lạ vậy. Lần đầu mình đi ngang khu này luôn á. Ủa trong đây có gì nè, có mấy cái rương. Để mình vô mình kiểm tra coi. Ủa được một quyển sách và 9 cái phôi vàng thôi, mình sẽ lấy phôi vàng thôi. Rồi giờ cởi bé đại bàng và đi tiếp. Ủa đằng trước có cái gì kìa. Ủa cái công trình gì lạ vậy. Ủa nó giống như một cái tòa lâu đài bằng cây vậy đó. Mình vẫn chưa hình dung cái này là cái gì hết. Nhưng mà cái thiết kế của nó nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Ui đi một hồi tự nhiên gặp được cái công trình gì lạ nè. Ui ở dưới này có đường lên không ta, để mình xuống đây mình kiểm tra một cái coi. Rồi bé đại bàng ở đây đi. Ồ có vẻ cái này nó không có đường vô rồi. Mấy cái bird cartoon. Thôi cái đó không cần. Ui. Ủa có gỗ nữa nè. Ồ cái này nó không có đường vô rồi. Giờ mình còn bị kẹt ở dưới này nữa chứ. Thôi ui. Đi lên đi. Ui trên kia còn có gì nữa kìa. Đó. Trên không kìa.
Tính ra khu này mình chưa khám phá hết đâu. Để mình thử lên trên không coi. Ủa sao trên không lại có mấy công trình gì lạ vậy ta? Và đây cũng có một cái cây nữa nè. À cái này kiểu dạng nhà cây mà hôm trước mình giải cứu cho bé ngựa rồi. Nè cái này có cái... Ủa đã bay à? Kỳ lạ thiệt á. Ui có heo luôn. Au à, ui. No. Ui, tại sao lại rớt như vậy? Ui, bé đại bàng lấn mình một phát mình rớt xuống dưới luôn rồi. Ui, thế thì toàn mất. Ui, giờ mình cần phải lấy cái crown này nè, cũng như là block để là đằng kia và dẫn bé đại bàng về thôi. Chứ giờ là mình hết cách rồi. Ở nhà block mình cũng hết luôn rồi á. Rồi sao giờ ta? Ở đây mình còn một ít cái netherrack nè, stone brick. Với lại mấy cầu thang, nói chung cái nào là block thì mình sẽ mang theo hết luôn đi. Rồi giờ dịch chuyển lên kia một cái coi. Thì cái tên á. Rồi trở lại rồi nè. Ui không biết có mất đồ gì không đây, mình sợ mất đồ lắm. Coi nào, ui cái lọ vitamin cũng rớt ra ngoài luôn rồi. Giáp bọng rồi rớt ra hết. Và ba lô thì vẫn còn nguyên. Không sao không sao. Ui, à hòn đảo kia vẫn còn. Nhẫn nè. Còn gì nữa không? Ở đây là đồ lọc nước. Còn gì văng ra ngoài này không? Kiểm tra coi. Này giờ mình sẽ đeo những cái bên bao bồ trước nha. Cái tool belt nè, mắt rồng, áo giáp. Rồi nhẫn nè. Cái này để tăng máu. Rồi một chiếc nhẫn nữa đâu? À đây đây, có chiếc nhẫn rồi. Khá là đầy đủ đồ. Và bên đây thì mình có kiếm đầy đủ nè. Rồi vậy là không có mất gì hết. Ui, à, còn lọ vitamin nữa chứ. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt block để đi lên trên nha các bạn. Ồ, cuối cùng cũng lên tới nơi rồi các bạn ơi. May mà mình lại đằng cái cây để nhặt mấy cái gỗ hồi nãy nó rơi ra ấy. Và giờ thì mình sẽ đặt cái xô nước xuống. Ui, đừng nói bé đại bàng mình đi xuống dưới là toàn mình đó. À đây đây đây, bé đại bàng vẫn còn ở đây. Ôi, thiệt tình á và... Chỉ có bông mạng nhện với hai quyển sách này thôi à? Vậy mà giấu trên đây làm gì? Ai có thèm lấy sách đâu. Ây, thiệt tình luôn á. Hại mình thấy anh chết hết một lần mà tốn công leo lên đây nữa. Và bé heo này chắc mình sẽ để trên đây đi. Dù sao thì bé này cũng sống trên đây sẵn rồi mà. Giờ thì mình sẽ xuống dưới lấy cái ba lô cũng như là quay về nhà nhá. Ngủ một giấc các bạn ơi. Mình đã ngủ để hồi lại vết thương rồi và bây giờ chắc mình sẽ đổi mục tiêu đi. Mình sẽ đi qua cái khu vực vùng đất bóng tối để tìm những cái con màu xanh xanh mà ra làn khói giống như Enderman vậy nha các bạn. Mấy con đó sau khi mình tiêu diệt thì mình sẽ nhặt được thịt của con Aspid đấy. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến lại cái khu vực đó luôn. Mấy con Aspid, đây, có con rồi kìa, mình gặp được một con rồi. Ui, cẩn thận mấy cái cây nhỏ nhỏ này nè, nguy hiểm lắm. Rồi, không biết mình quýnh nó có quýnh lại mình không nữa. Ui, nó yếu quá. Mình... Ồ, đúng rồi nè, mình quýnh nó một phát là nó chết luôn. Ui, nó có con nữa hả? Thôi đi, mình không giết con nó đâu. Và cái này có gì đây? Poison gland. Cái này làm gì không? Ồ, cái này kết hợp với mắt nhện để làm gậy. Ê. Ui, con nhện dùng đất bóng tối nè. Ui, nguy hiểm quá. Giờ mình sẽ tìm thêm một vài con nữa để lấy thêm thịt của con Aspid nhá. Ui đây con cái này nè. Con cái đảo bay nữa nè các bạn ơi. Để lên coi coi. Nhưng mà hy vọng là nó có kho báu nhá. Chứ cái đảo bay hồi nãy chỉ có mạng nhện nè, bông hoa cũng như là hai cái quyển sách không à. Coi coi. Ui cái này thì không có bé heo rồi. Rồi trong đây phải là hoa à. Không mấy người này thích giấu hoa trên đảo bay vậy nhờ. Hoa đó cũng bình thường thôi chứ đâu phải thuộc dạng quý hiếm gì đâu mà giấu cao gì không biết nữa. Ui, đi một hồi mình tìm thấy một con rồng nữa rồi. Ở đây có mấy con maca nè nhưng mà vẫn chưa tìm thấy mấy cái con cũng lông xanh các bạn ơi. Chắc ghé qua mình làm gỏi con rồng này trước cái đã. Rồi bé này ở đây nhá, là anh làm gỏi con rồng cái đã. Rồi lên kia và sẵn đó mình tìm thêm máu rồng luôn đi. Biết đâu mình lại có thêm máu rồng để chế tạo vũ khí á. Rồi giờ thì chiến đấu thôi nào. Chuẩn bị cái nỏ trước nè. Lại đây nào rồng. Mất rồng mất tiêu rồi. Ủa? À đây. Rồng này ăn cỏ sao? Không có bay lên trời mà ở dưới đây gặm cỏ hả? Lại đây nào anh bạn. Lại đây nào.
2 hit rồi nha. 3 hit ngang. 4. Ui, 4 hit là ngang. Và hit thứ 5 sau đó cận chiến thôi. Cận chiến. Dám lại đây hả? Rồng giờ không chạm vô mình được luôn á. Và con rồng này chắc mình sẽ chưa lấy đâu. Một xíu mình sẽ trở lại để dùng cái lọ thủy tinh á. Không biết mình có mang theo cái lọ thủy tinh không nữa. Ồ, trong đây không có lọ thủy tinh rồi. Ok, chắc bây giờ thì mình sẽ đi tiếp một xíu nha. Nhưng mà cần phải đánh dấu cái điểm này lại, để mình còn quay trở lại đây để lấy đồ bên trong con rồng nữa. Đây, ở đây đánh dấu một điểm đi. Hình dấu chấm. Rồi, tạm thời để đó. Bây giờ tiếp tục đi tìm mấy cái con khủng long xanh thôi. Ồ, đi một đoạn thì mình tìm được một quả cầu nè. Ở bên trong nó không có gì hết á. À, ở đây nó có kính. À mà khoan, mình đâu có siêu thoát để có thể lấy kính đâu. Ồ, phải chi mình có cây cúp mềm mại nhờ lấy cái kính đó lại lấy máu rồng luôn cho tiện. Ui, đây có cái nhà gì nữa nè. Ui, cái nhà này giống nhà của nớp vậy. Coi nè. Ồ, thôi, làm ơn. Mấy cái nhà ở dưới lòng đất là mình sợ lắm rồi. Và đây là cái ngôi làng hôm trước có mấy cái con nhộng tấn công nè. Kìa, vẫn còn kìa. À đây. Ồ, may quá, may quá. Gặp được hai con luôn. Rồi, lại đây xin thiệt thôi nào. Thật ra con này nó cũng khá là to các bạn ơi, 50 máu lận. Và mình được, úi, thật đâu, à đây. Được 5 rồi. Và một con này nữa mình nghĩ đã khá là đủ rồi đó. Sau đó thì mình sẽ trở về nhà để bắt đầu chế biến luôn thôi. À đây, nó rớt xuống đây rồi nè. Được 7 luôn. Rồi, giờ tụi mình sẽ quay trở về nhà để chế biến thành cái món Beto Burrito để ăn nha các bạn. Ui, trên đường về mình gặp được một ông thần gió màu hồng nè. Ui, bạn đồng mình thấy thần gió màu hồng luôn á. Rồi, tiêu diệt thần... Ui, thần gió màu hồng này khác mũi tên hả? À, cũng chết với mũi tên bình thường các bạn ơi. Nhưng mà có một điều đặc biệt là thằng gió đó màu hồng thôi. Rồi giờ về nhà và chế tạo món Beto Burrito thôi nào. Nhưng mà nó thịt thì vẫn còn sống ấy, cho nên mình cần phải chế biến nó lại bằng cách cho vào lò nung. Và sau khi cho vào lò nung thì mình sẽ kết hợp nó lại với nhau để tạo ra món Beto Burrito siêu tốt nhá. Cái này mình lại không vào cửa được rồi. Thì cái tình á, lần nào về cũng phải đập cái cửa rồi ra hết à. Rồi sau đó cho vào lò nung thôi. Để coi nào, than mình còn không ta. Hình như mình dùng hết than rồi. Để mình lấy cái ba lô ra và lấy gỗ ra đốt thôi. Đầu tiên mình sẽ cho cái này một ít gỗ trước nè. Cho vào đây. Sau đó mình sẽ cho thịt của con Yeti vào trước đi. Cái này là 13 miếng nên mình sẽ cho 13 cái ván gỗ vô. Thứ hai là thịt của cái con khủng long xanh nè, cũng cho ván gỗ vô 7 cái. Và thứ ba đó chính là thịt của cái con Maca thì mình nấu lên rồi. Của cái con kia đâu mất tiêu ta. Đây, con Aspid. Và mình sẽ cho nốt cái phần ván gỗ còn lại vô trong. Đó, giờ thì cho nó nấu đi. Và trong lúc này thì mình sẽ vào trong nhà ấy để đi lấy một ít cái thủy tinh các bạn ơi. Hôm trước thủy tinh mình cất vô đâu mình cũng không nhớ nữa. À đây đây, thủy tinh đây. Mình sẽ lấy khoảng 6 cái đi. Rồi mình sẽ chế tạo ra những cái lọ và trở lại cái xác con rồng để lấy máu nha. Khoan. Ý, cái thằng cây mà màu tím nè. Hai thằng cây luôn. Ui, skeleton. Mình không có cầm khiên trên người á. À đây, khiên đây. Cẩn thận mấy con skeleton nguy hiểm lắm. Ui, quýnh nó một phát nó nổ luôn rồi. Ui, quýnh nó một phát nó nổ luôn chứ. Kỳ lạ thiệt. Lần đầu tiên mình thấy skeleton mà đánh bom liều chết á. Rồi, giờ thì tiếp tục trở lại cái xác con rồng thôi. Mình đã trở lại cái xác của con rồng rồi đây. Giờ mình sẽ đáp xuống gần một xíu. Sau đó lấy hết cái phần máu luôn nha. Lần này mình sẽ không lấy vải của rồng xanh đâu. Tại vì mình có khá là nhiều ở nhà rồi. Để coi lấy được bao nhiêu lọ đây. 6 lọ luôn. Wow, tuyệt vời. Mình sẽ lấy hết cái phần xương cũng như là đầu rồng về. Và mình sẽ quay về nhà để chế tạo món Beto Burrito nha các bạn. Rồi, về tới nhà rồi, xem coi thịt chín chưa. Đó, thịt đã chín hết rồi nè. Nhưng mà đồ thì mình hơi bừa bộn một xíu ấy, nên mình sẽ dọn dẹp lại trước khi chế tạo món Beto Burrito này nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ lại xong rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy những cái miếng thịt đã được nấu chín ra nhá. Một loại nè, hai loại,
ba loại, ở đây một loại nữa là 4, và thịt của con Devil nữa là 5, là mình đã có thể chế tạo được món Battle Burrito rồi. Yay. Giờ thì cho nó hết vào cái bàn chế tạo thôi. Cho thêm cái thịt này nữa. Ten ten, được 6 cái bánh Battle Burrito luôn. Giờ mình có thể ăn nó để chiến đấu với những con boss rồi. Nhưng mà mình sẽ cất những cái vật liệu còn thừa vào bên trong cái rương. Và bên cạnh đó, lúc mà mình giết được những cái con giám hộ thì nó còn rơi ra những cái lọ vitamin nữa nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sử dụng những cái lọ vitamin này để mình có thể chế tạo một cái charm nhá. Thứ có thể giúp mình kháng được những cái hiệu ứng bất lợi này. Nhưng mà mình cần phải chế tạo thêm cái kính nữa. Và công thức thì khá là đơn giản thôi. Mình cần phải nhuộm cái khối kính trước và những cái spectral seal đúng không? Kính thì mình sẽ coi ở đây mình còn nè, mình sẽ lấy ra khoảng 8 cái. Rồi, cái tiếp sẽ lấy một cái bột nhuộm. Ở trong đây coi nào, nó có thể dùng bột nhuộm vàng luôn hả? Không biết có làm bột nhuộm vàng được không ta? Để mình thử nha. Đây đây có cái bông vàng nè. Rồi, lấy vào bên trong. Ui con chuột, đó. Ăn cắp cây đuốc nhà người ta nè. Này thì vô ăn cắp cây đuốc hả? Thiệt tình nó chuột giờ phá vậy ta. Rồi, sau đó mình sẽ chế tạo cái kính nhuộm thôi. Ten ten, và mình cần phải có thêm que nữa. Coi nào, que trong đây mình cũng hết trơn rồi. Hình như trong đây mình hết que rồi, để mình đập mấy cái lá để kiếm thêm que thôi. Đập lá nó cũng... Đó, một que nè. Hình như cần hai que thì phải á. Rồi, được hai que rồi. Giờ thì vô trong nhà để chế tạo cái kính thôi. Công thức của cái kính đâu rồi ta? Chưa, để xem lại trong đây một cái. Kính, ôi một que. Hai kính và spectral seal đúng không? Sẽ lấy cái spectral seal ở bên trong cái rương của mình. Mình nhặt khá là nhiều ấy nhưng mà mình chưa có sử dụng các bạn ơi. Spectral đây nè, được 3 cái. Rồi bên đây còn một cái nữa là 4. Và mình sẽ cho hết vào cái bàn chế tạo. Làm một cái kính thôi. Ten ten, nó đã được một cái kính rồi. Kế tiếp thì mình cần phải có cái trái táo và cái trái táo hai màu này. Cái đợt mà mình khám phá vùng sa mạc mình có nhặt được từ một con quái ấy. Giờ thì mình có thể sử dụng nó rồi. Và coi còn thiếu gì không ta. Lọ vitamin nè. À cái vải rồng. Vải rồng thì hôm trước tiêu diệt đồng Ender cũng khó luôn. Nói chung bây giờ những cái vật liệu này thì mình đều có hết rồi các bạn ơi. Một cái này. Và đây một cái bezel này. Mình sẽ cho vào cái anvil. Cái này. Thì ra cái Black Raiden Scale mới được các bạn ơi. Và phải cần một cái Nether Star kết hợp với một cái vải rồng được nâng cấp lên nè. Để chế tạo thành cái vải rồng đen. Ôi nhưng vậy thì khó quá rồi. Chắc mình sẽ không cần cái charm này quá. Rồi giờ thì mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào bên trong đi. Mà cái kính này mình có thể đeo vô không ta? Ui đeo vô được nè. Ui ngầu nghiêng. Ui nhưng không tốt cho lắm. Tại vì có mắt rồng thì mới nhìn ban đêm được. Ôi vậy là đeo cái này vô không được rồi. Ui trái táo này mình đem để vô cái bao bồ được nè. Ui cộng thêm tốc độ luôn. Hay á. Vậy là bây giờ thì mình sẽ tạm thời dọn dẹp đồ là một cái. Để mình chuẩn bị đánh tiếp một con boss leader nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy đầu Wither Skeleton ra và các linh hồn để mình có thể đánh thêm một con nữa. Tại vì mình cần thêm một cái Nether Star nữa để triệu hồi một con boss cực kỳ mạnh để mình chiến đấu trong ngày hôm nay nhá. Trời cũng gần tối rồi hả? Để mình coi cái sleeping bag mình để ở đâu rồi ta. Mình lấy mang theo luôn đi, ngủ cho nó tiện. Mình vứt ở đâu? À đây, sleeping bag đây. Rồi, đánh cái con này. Ui. Ủa? Ai thôi càng tan tan quá ta? Ủa hình như trên kia có con skeleton cầm kèn hả? Ủa kỳ lạ thiệt. Thôi giờ mình sẽ ngủ một cái rồi sau đó đi đánh con boss Wither nha các bạn. Rồi như thường lệ thì mình sẽ bay lên trên cái đỉnh núi này để đánh nhau. Tránh gây làm phiền cho mấy cái con vật khác ở xung quanh nhá. Rồi ui không đụng được. Để bé đại bàng xa một xíu. Lỡ mà nó bắn nhầm một phát chết bé đại bàng của mình là toi á. Rồi giờ mình sẽ triệu hồi nó ngay vị trí này luôn. Đặt trước tiên thì mình cần phải đập mấy cái tuyết ra cái đã. Có tuyết ở xung quanh là con boss này nó không có chịu hồi sinh ra đâu. Rồi đặt xuống như thế này. Kế tiếp là những cái đầu của Wither Skeleton. Đặt xuống 1, đặt xuống 2 và ten ten. Quýnh con boss này chắc mình sẽ không cần cái Battle Burrito đâu. Tại vì ăn thì mình sẽ hơi phí ấy. Nhưng mà mình sẽ ăn thử luôn đi. Để tiêu diệt con này cho nhanh nhanh. Rồi mình còn đánh con boss cực mạnh kia nữa.
khỏe luôn, quá khỏe luôn, quá khỏe luôn, quá khỏe luôn này. 2, 3. Ui, mình chỉ mới đi có vài đường kiếm thôi là chết veo con quy đờ rồi. Đúng rồi, thức ăn siêu tốt nè. Nó cho mình thấy em toàn là búp cấp độ 4 nè, 2 này, 2, 4 này. Cực kỳ khỏe luôn á. Ăn vô cái này vô gần như là mình bất tử trước mỗi con boss rồi đó các bạn ơi. Giờ thì mình đã có một cái Nether Star rồi. Và mình sẽ về nhà để chuẩn bị thêm một vài thứ để có thể triệu hồi một con boss ra để đánh nhá. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một ít kim cương kết hợp với cái Nether Star để mình có thể tạo ra một cái chìa khóa linh hồn nhá. Có cái chìa khóa đó thì mình mới có thể triệu hồi được boss các bạn ơi. Và còn thiếu cái Soul Razor này nè. Giờ thì mình sẽ cho vô đây Nether Star và kim cương ở phía dưới. Và mình được một cái Soul Key. Từ cái Soul Key này á thì mình sẽ nâng cấp nó thêm một lần nữa để tạo thành cái Diamond Soul Key nhá. Rồi giờ thì mình sẽ lấy cái Diamond Soul Key này và mình sẽ chuẩn bị thêm một ít cái hắc diêm thạch và một vài thứ khác nữa để mình có thể chiến đấu với con boss cũng như là triệu hồi nó ra nhá. Và trước khi chiến đấu thì mình cần phải chuẩn bị vũ khí đúng không? Và vũ khí lần này thì mình sẽ sử dụng đại đao. Và mình sẽ kết hợp với một vũ khí khác, đó chính là rapier bằng xương và máu rồng nè. Đó, và cái đại đao thì vẫn chưa được nâng cấp, cho nên giờ thì mình sẽ nâng cấp nó lên luôn. Lấy một ít cái lapis nè, cho vô trong cái bàn enchant và nâng cấp lên thôi nào. Trong đây có cái dòng order compass nè, để mình sẽ lấy luôn. Và được đúng cái dòng này thôi à, thôi kệ, dù sao cũng nâng cấp lên rồi. Và với hai món vũ khí này thì mình sẽ có thể combo con boss rất là dễ dàng luôn. Đó, cái cây đại đao này hay một cái là nó có thể sử dụng hai tay được các bạn ơi, mà không bị giảm tốc độ đánh ấy. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ cũng như là mang theo một ít thứ cần thiết khác nữa để mình có thể chiến đấu với các con boss sau khi mình triệu hồi nhá. Nhìn lại mới nhớ thì cái bộ áo giáp của mình nó cũng bị hỏng hết trơn rồi các bạn ơi. Giờ mình coi bộ áo giáp nào mạnh nhất để mình có thể mặc để chiến đấu với con boss này nhá. Coi mình đang phân vân giữa giáp rồng đỏ và giáp rồng ron này. Hai bộ giáp này có thể nói là mạnh nhất của mình rồi. Mình nghĩ mình sẽ mặc giáp rồng ron đi. Giáp ron thì nó sẽ có được nhiều cái dòng enchant hơn. Và mình còn khá là nhiều vải. Giờ mình sẽ sửa lại nó để có thể mặc nhá. Đây, một cái, hai cái. Cần thêm vải nè. Ba. Cuối cùng là cái ủng. Đó, giáp rồng ron của mình đã full độ bền rồi. Mình sẽ cất tạm cái giáp rồng mà red này ở nhà. Khi nào về thì mình sẽ mặc lại hoặc là sửa để mặc tiếp nhá. Rồi, với nhiêu đây đồ thì mình nghĩ vẫn chưa có thể chiến đấu với cái con boss đó đâu. Mình cần phải có thêm những cái quả táo vàng nữa. Lỡ mà mình ăn hết mấy cái battle burrito thì mình còn có cái để tăng khả năng chiến đấu. Táo vàng thêm nè. Thuốc, những loại thuốc này mình chưa biết công dụng nên không dám uống đâu. Ok, chắc tầm đồ này cũng ổn rồi đó. Giờ thì mình sẽ xuống khu vực Nether để triệu hồi cái con boss này ra nha các bạn. Tại vì con boss này nó cực kỳ mạnh luôn nên mình chỉ có thể triệu hồi nó ở dưới Nether. Và ở phía dưới thì mình sẽ nguy hiểm hơn, tại vì sẽ có những cái con vật khác quấy rầy mình trong lúc mình làm cổng hoặc là chiến đấu với con boss đấy. Nên khá là khó ở đây, nhưng mà không sao. Mình sẽ sử dụng toàn bộ cái kỹ năng chiến đấu của mình trong suốt chặng đường vừa qua để cố gắng tiêu diệt con boss này nhá. Rồi giờ thì xuống dưới để tiến hành triệu hồi con boss ra thôi. Cái con boss này nó sẽ kiểu như là tạo ra một cái đấu trường luôn các bạn ơi, chứ không. Shadow Games Death in the Dark. Ui, chưa hết, nó đã có một cái sự kiện Shadow Game gì rồi kìa. Thôi giờ tôi muốn chiến đấu với boss thôi à. Khoan. Chưa gì hết. Thấy bị quấy rầy rồi đó các bạn ơi. Rồi, đặt một cái trụ bằng obsidian 3x3 ổ cao 3 ô trước. Kế tiếp là một trụ thứ hai. Thêm một trụ nữa đi. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt những cái khối kim cương lên trên. Nhưng mà mình cần phải chế tạo cái bàn crafting trước đã. Mình không có mang theo cái bàn crafting. Ui, suýt nữa thì bị tấn công lén rồi. Giờ thì sẽ làm khoảng 4 cái khối kim cương như vậy á. Rồi, 4 khối kim cương nè, đặt ở trên. 2, 3 và 4. Cuối cùng là một cái trụ bằng obsidian ở giữa. Sau đó thì mình sẽ đặt cái khối demonic kích hoạt bằng cái chìa khóa kim cương. À mà khoan, ở trên này cũng phải có cái obsidian nữa nha. Đây, ở trên này cũng phải có một cái nữa nè. Rồi, lấy lại cái ba lô và kích hoạt lên thôi. Búp. Đó. Nó đã kích hoạt được con boss rồi kìa các bạn ơi. Và con này có tên là Rahova. Và nó tạo hẳn một cái võ đài cho mình với nó luôn nè. Ui chết. Giờ mình cần phải lấy cây kiếm ra và đào một cái lỗ trước cái đã. Tại vì con boss này nó có một kỹ năng đặc biệt, đó chính là xóa bỏ hết mọi cái hiệu ứng búp của mình luôn.
nên mình cần phải có một chỗ để núp khi mà nó bắn ra những luồng sóng đó. À giờ nó đang triệu hồi ra kìa. Đó, nó bự chưa? Ui, nó còn bắn ra mấy cái quả gì á. Núp. Đánh với con này mình đội 1-1 thì chắc rất là khó để tiêu diệt. Tại vì giáp của mình có thể nói là không được mạnh cho lắm ấy. Nên tạm thời mình sẽ cấu rỉa nó bằng những cái mũi tên trước. Đó, bắn người nè, mấy quả bóng này đừng khinh thường nhá, rất là mạnh đấy. Bắn người nè. Ôi chết, bộ giáp này thì không cho mình khả năng cân bằng nhiệt độ. Không biết mình có sống nổi qua cái cơn nóng này không nữa. Tại vì Nether thì nó sẽ rất là nóng các bạn ơi. Nó đang triệu hồi ra những đàn em kìa. Hiện tại thì nó vẫn chưa bắn ra những cái luồng sóng công kích. Một xíu nó bắn ra là mình hơi bị mệt á. Ủa, mấy cái tên đàn em nó cứ khều mình hả? Khều mình nè. Ấy yêu. Nó luồng sóng này nè. Nó cái luồng sóng xanh đó mà trúng mình một phát là mình sẽ bị mất hết mấy cái hưởng búp luôn á. Rất là nguy hiểm, nên tốt nhất là đào sẵn một cái hố để một hồi mình núp. Rồi. Việc áp sát với nó để chiến đấu thì hơi khó, nhưng mà mình sẽ thử một lần. Rồi, lại gần nè. Nó. Đó, thấy không? Nó bắn mình một phát, một lần mất hết trơn búp rồi kìa. Vậy thì sao mà chơi lại được? Con vua đã bị còn bị sốc nhiệt nữa. Giờ tôi sẽ ăn thêm một cái Battle Burrito vô đi. Con boss này nó chỉ đứng yên ở giữa thôi các bạn ơi. Giờ mình áp sát thì mình sẽ bị mất hết búp. Thế nó mới khó chứ. Đó. Núp vậy thì không bị mất búp. Rồi, chắc mình sẽ làm liều luôn đi. Lại chém nó thôi chứ sao giờ. Chứ mình ở xa thì bắn nó cũng không nhiều đau á. Mình sẽ kết hợp giữa cây rapier này với cây đại đao để tiêu diệt nhá. Đó. Ủa, chúng ta mình cũng mạnh chứ bộ. Úp nè. Chỉ đứng tới cái chân nó thôi à. Để một xíu mình coi mình có thể dùng kiên để chặn mấy cái luồng sóng của nó không nhá. Thử thôi chứ sao giờ. Chỉ còn cách đó thôi à. Ui, thấy không, bắn một phát một lần mất luôn kìa. Làm lại, không bỏ cuộc. Tấn công người nè. Rồi, cố lên. Mình tin rằng mình có thể tiêu diệt nó. Mình chỉ còn có 3 cái bánh Battle Burrito thôi các bạn ơi. Ui, lại mất búp nữa rồi. Ăn các bạn vô. Để giảm bớt cái sự thiệt hại từ những đòn đánh của nó thôi à. Rồi, cố lên. Dám quánh nè, nó triệu hồi càng nhiều những cái đàn em nó các bạn ơi. Mình chém như vậy phay 2 rồi. Cố lên cái lên, hình như có 2-3-4 phay lần á. Kết hợp 2 cây như vậy mà còn rất là khó để tiêu diệt nó nè. Một cây không biết khi nào mình mới giết được nó nữa. Được rồi. Nãy giờ nó vẫn chưa bắn ra những cái luồng sóng công kích ta. Đau quá. Rồi, ăn cái táo khỏe là rồi. Chiến đấu tiếp. Khi nào tới phase 3 mình sẽ ăn thêm Battle Burrito nhá. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm cũng như là hợp lý hơn. Chứ giờ mình mà lãng phí thì mấy phase sau thì mình có cái để mà chiến đấu ấy. Rồi. Đó, đàn em của nó giờ chỉ đứng nhìn thôi. Mình di chuyển xung quanh mà đâu có quánh mình được. Cố lên. Bây giờ cũng được gần hơn nửa cây nó đó. Ui, chết rồi. Ui, luồng sóng nó mạnh quá. Ui, cái lỗ đâu rồi. Ui, giờ nó đã tạo ra một cái luồng sóng quay xung quanh người nó rồi. Không ổn, núp vô. Ồ, hết rồi. Ui, may quá. Ui, con boss này có thể nói là siêu khủng luôn á. Wow. May mà mình ăn cái Battle Burrito kịp nên còn sống. Rồi giờ tiếp tục chiến đấu thôi, trong lúc mà nó chưa bắn ra những cái luồng sóng công kích đấy. Và mình để ý lúc mà mình có nhiều cái búp nhất thì nó sẽ tấn công mình bằng cái luồng sóng đó. Đó, các bạn để ý không? Lúc mình nhiều búp nhất là thế nào nó cũng dùng cái luồng sóng đó để triệt tiêu những cái búp của mình à. Ui, cái lửa nó không phải lửa thường đâu. Lửa địa ngục đó các bạn ơi. Giờ mình phần đầu mình đang bị thương rất nặng kìa. Mình sẽ dùng cái medkit để chữa lại cái đã. Ui, tính ra phải cần rất là nhiều Battle Burrito thì mới được. Nhưng mà nó cứ làm như vậy hoài thì rất là khó luôn. Áo giáp này không có kháng lửa nhiều. Rồi, đầy vết thương rồi nè, chiến đấu tiếp thôi. Mình sẽ dùng hết sức chiến đấu của mình. Giờ thì mình chỉ có cái hiệu ứng hấp tụ thôi, nên chắc nó không có dùng cái ngọn lửa kia đâu. Ui, không được rồi. Hình như lúc mà phase 2 không, mình không thể nào áp sát nó được ấy. Nên chắc mình sẽ đổi cách chiến đấu đi. Mình sẽ sử dụng cái
cây nỏ để có thể gây sát thương cho nó thôi, chứ áp sát nó thì hơi nguy hiểm, lỡ mà nó giết mình ở gần thì sao. Với lại hiệu ứng búp thì không có tác dụng khi mà mình ở gần. Tiếc ghê luôn á, tưởng đâu con boss này nó không có kỹ năng đặc biệt này chứ. Ai dè, nó còn xóa được cái búp mình cơ. Cố lên thôi. Ủa, nhưng mà mình cũng có thể dùng nỏ để diệt nó mà. Nỏ mình có thể gây sát thương từ xa mà vẫn giữ nguyên được những cái hiệu ứng búp nè. Wow, chiến đấu cận chiến vậy là đủ rồi. Giờ thì chiến đấu tầm xa thôi nè bạn, coi ai sẽ là người bắn chuẩn hơn nhé. Đó, bắn trúng rồi nè, một hit nữa nè. Cứ ngắm thẳng vô phần đầu nó mà bắn thôi các bạn ơi. Đó, thấy ngọn lửa địa ngục chưa? Cái này nó còn mạnh hơn lửa của mấy cái con boss trước nhiều. Lửa mấy con boss trước chỉ gãi ngứa mình à, mà con này là có thể giết mình bất cứ lúc nào ấy, nếu mà không có những cái hiệu ứng búp. Ui, ui mất rồi hả? Ui, mình phải để dành cái battle burrito cuối cùng này mới được. Lỡ mà nó gây quá nhiều sát thương cho mình á thì mình sẽ ăn vào để tránh trường hợp mình bị chết nhá. Rồi, nãy giờ cũng ui phê ba rồi kìa. Phê ba thì nó có thêm những cái quả cầu lửa khác nữa. Ui, né 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 thôi. Bắn rồi nè. Ui, mình đang bị sốc nhiệt chứ không phải nó bắn trúng mình đâu. Đó, nói chung đánh với boss á không nhất thiết mình phải đánh sáp lá cà đâu các bạn ơi. Đôi khi thì mình cũng phải dùng một vài cái mánh mẹo để có thể tiêu diệt. Ui, hình như nó nổi giận lên hay sao rồi kìa. Người nó bốc lửa tùm lum. Rồi chữa lại vết thương và tiếp tục gây đam nó bằng cây nỏ thôi nào. Nó cũng gần chết rồi. Hình như con boss này chỉ có bao phay thôi các bạn ơi. Để một xíu nó gần chết thì mình sẽ tự áp sát nó và tiêu diệt nó bằng cận chiến coi coi được không nhá. Chứ giờ mình nhào vô chẳng khác nào nập mạng cho nó. Tại vì nó còn rất là khỏe luôn. Tiêu diệt nữa nè. Hai mũi nữa. Một mũi. Thêm một mũi nữa nè. Rồi nó gần chết rồi, nó gần chết rồi. Ý, thời cơ là đây. Uống một ngụm nước cho đỡ khát coi. Sau đó ăn cái battle burrito cuối cùng luôn. Rồi, áp sát và chiến đấu thôi nào. Không biết là chưa, mình sợ chưa lại gần nữa thì mình mất hết búp rồi á. Tại vì nó quánh mình một phát là mất hết búp mà. Ui, vẫn còn kịp. Nó mất hết búp rồi kìa. Ui, không. Cái phay cuối này mình phải đứng từ xa giết rồi. Chứ lại gần là chết á. Nó khỏe chưa kìa. Rồi, cuối cùng cũng giết được nó rồi á. Ui, và sau khi giết được nó mình còn được thêm một cái võ đài nữa nè. Để có dịp mình sẽ xuống đây để chiến đấu tiếp và giết cái con dơi địa ngục này coi. Dơi địa ngục. Ui, con này hôm nay khỏe đột ngột vậy. Mỗi bữa một hit thôi là giết được hả? Hôm nay phải chém 2-3 hit lận. Giờ thì sẽ chữa thương lại một cái coi, chiến đấu với con kia mệt ghê. Mấy cái con này làm gì đây? Ui, và nó rơi quá trời độ dưới kìa. Nhặt luôn. Đừng. Ui, mình full đồ mất tiêu trơn rồi. Ai dâu, ôi dù. Ui, sao giờ đàn em nó nhiều vậy? Đàn em nó nhiều một cách đột ngột luôn á. Ui, muốn ra quá trời khói rồi kìa. Rồi, là lướt đồ của con boss thôi nào. Ủa, đồ đâu mất tiêu rồi? À, đây, đồ đây. Đừng nào anh đánh bạn, cho tôi lấy đồ đi mà. Ai dâu, nó rơi ra nhiều mấy cái khói quá, mình không có thể nào nhặt được đồ mà nó rơi ra luôn á. Ui, nó quánh mình gần chết luôn rồi kìa. Đàn em của con này hung hãn thiệt. Mà nó lại trâu nữa chứ. Một hit nỏ của mình thì không thể nào tiêu diệt được. Để làm liều lại nhặt thôi. Ôi, mình nhặt hết đồ rồi. Thôi về thôi nào, giết được con boss siêu mạnh đó rồi. Rồi bye bye mấy anh nha. Lần sau tôi không sẽ xuống nữa đâu. Ở đây giết được con boss là mình chạy các bạn ơi. Ui, chạy. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tiêu diệt được một con boss có thể nói là mạnh nhất trong thế giới Real Life Grab rồi. Và cái chiến khám phá của mình trong thế giới này chắc cũng tạm dừng tại đây thôi các bạn ơi. Mặc dù mình vẫn chưa có nuôi nấng hai bé rồng này hoặc là khôn lớn, nhưng mà không sao. Những chiến khám phá sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm lại mấy bé rồng này, cũng như là đánh những con boss mạnh hơn và tìm những vùng đất mới lạ hơn nhá. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chuyến khám phá vừa rồi. Và hy vọng rằng những chuyến khám phá sắp tới sẽ có thật là nhiều điều thú vị chờ đón chúng ta nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Còn bây giờ thì bye bye.